Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những video sớm nhất từ kênh Trải nghiệm TV của mình nha. Và tiếp tục cuộc hành trình review một cái con game có tên là SS3 Argentina nha anh em. Hôm nay mình sẽ cho một con nhân vật mà mình đã thần tượng và đã chơi em ấy rất là lâu rồi, nói sao nó cục ngẳng cục nghỉu vậy anh em. Và Văn đây là một cái con nhân vật DL Deadlord Chúa Tể. Thì con này thì mình là một cái fan trung thành của em ấy nha. Hôm nay mình đã cho em ấy lên một cái set đồ nó khá là đẹp. Cái set này chưa phải là set cuối nha anh em. Set cuối là set 380, còn cái set này là cái set người ta gọi là lưng lửng dân chơi nửa mùa đó anh em à. Và Ủa cây rồi gậy ôi. cũng vậy luôn, cây gậy cũng không phải là gậy cuối và được có là một cái viên, nhưng mà cái viên của mình chưa có mắc viên, thì như vậy tạm gọi là nó được là nửa mùa nghe anh em, chứ chưa có được là tới mùa gặt nha. Thì mình sẽ vào trong đây review trước một cái set đồ và phân tích cái set đồ này giá cả nó ra sao, và mình sẽ quay một cái vũ khí trao nè và quay một cái viên một nha anh em. Đầu tiên thì mình sẽ vào trong một cái cây đồ của mình cho anh em xem. Cái đồ của mình thì mình đã kích full lên hết, là nó không có dấu chấm đỏ gì hết, nó rất là đẹp, rất là mượt mà luôn. Đầu tiên thì mình sẽ vào một cái set đồ cho anh em xem. Đây là một set đồ hoàng kim của máy, ở những cái phiên bản tiếng Việt thì đây là một cái set hoàng kim, còn set 380 là set thái dương anh em. Ở đây cái set hoàng kim của mình nó thì được là full dòng S và cộng 11, chưa có được mắc pin. Mắc pin thì người ta đã cộng lên 13 và có những cái thuộc tính dòng ẩn. Hay chừng nữa mình sẽ mày mò tìm hiểu thêm những cái vật phẩm là những cái viên da ve mà ép vào cho các trang bị của mình tăng thêm dòng S, là nó sẽ tăng thêm dòng nhì nha anh em. Và xem tới đây những anh em nào bờ gồ mà có chơi con game này, hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video để góp ý chia sẻ giúp kênh càng ngày càng phát triển nha. Và tiếp theo là mình sẽ có một cái áo cũng ALL cộng 11 nha anh em, cũng là một cái set đồ nó full hết anh em ạ. Mình dự định là mình sẽ ép một cái set đồ gác lên anh em, nhưng mà mình thấy cái tỷ lệ ép nó cực kỳ là khấm luôn, nên mình quá thần tượng, mình đã đầu tư một chút xíu gì đó vào cho cái con nhân vật của mình yêu thích thì nó sẽ lung linh lộng lẫy, với mà mình lên clip rồi khỏi bị anh em phàn nàn. Mấy anh em nói đậu xanh lên clip về sao nó tối thui với ba chừng câu, thì hôm nay mình sẽ cho em ấy vượt gỡ hết mức có thể nha. Tiếp theo là một cái găng tay cũng y chang 5 in 1 nha anh em, vì đây là một cái set đồ mua shop nên nó không có chỉ số khác nhau, nó chỉ số là một hoặc một luôn. Nón áo quần tay chân là nó đều y chang vậy. Đây là một cái set hoàng kim, cái set của DL nha anh em, đặt lót chúa tể đây. Và mình không có đeo một cái khiên, thay vào đó thì mình sẽ đeo một cái con quạ, vì quạ skill nó sẽ đi song song với nhau được. Đầu tiên thì các em có thể là kích cái con quạ cho nó farm tiếp mình, và kế tiếp là chúng ta có thể là dùng skill, chút nữa mình sẽ test cho anh em xem và biết luôn. Thì cái đó là mình đã có chia sẻ rồi, nhưng mà một số anh em thì chưa xem là sẽ không biết, còn những anh em nào xem rồi thì hãy mạnh dạn chấm lên hoặc là tương tác giúp kênh nha anh em. Tiếp theo đó là mình có một cái win 4 cực kỳ cao. Cái win của mình thì được cộng 13, kèm theo đó là hai dòng lúc, một cái dòng 5% gì đó thì mình chưa có dịch ra. Mình tính ép cái dòng like lên, nhưng mà like của mình hết rồi nha anh em. Like của mình đã ép vào những cái này đây. Những cái này là ở đâu mình có, mình mỗi lần mình tạo một cái con nhân vật mới thì nó cho mình là 10 hộp quà. Trong 10 hộp quà đó anh em cố gắng quăng ra nhiều nhất có thể, quăng ra làm sao kiếm được cái cộng 11 nè, và có thêm một cái dòng là phòng thủ 4% hoặc là 8% để cho chúng ta đi ép vũ khí trao, quay win 1 và win 2 nó sẽ thuận tiện hơn. Và ở đây là một cái con game mình đã có review nhiều tập trước, là các anh em quay đồ, các anh em bỏ thêm đồ nó sẽ tăng tỷ lệ. Tiếp theo đó là mình có một cây trượng, ở những phiên bản khác là cái trượng này là trượng 400 socket nha anh em, thì ở đây cho chúng ta là cây trượng này nó là max pin luôn, nhưng mà nó chưa có cộng 13. Các dòng xanh, dòng đỏ, dòng trắng gì thì nó tùm lum hết anh em ạ. Nhìn vô nó rất là đẹp, rất là hài hòa với cái con nhân vật của mình, rất là ưa thích luôn. Thì nói tới đây thì các anh em biết là khi mà mới vào chơi mà đầu tư một cái cây đồ như gì, anh em treo bãi quái rất là nhẹ nhàng. Khi mà treo quái làm sao cho tốt nhất có thể thì một chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ luôn. Tại vì tới ngay thời điểm bây giờ các anh em hỏi là cài reset làm sao cho nó tốt nhất có thể, thì ở đây mình xin chia sẻ cho anh em luôn nè. Nếu mà anh em solo thì các anh em nghe theo mình và tin theo mình, hãy làm theo mình là nó 100% là lụm lúa, chắc ăn như bắp luôn anh em. Thì các anh em hãy tiến thẳng vào cái quầy ba kêu cho mình một ly trà đá nha. Ở nhà quầy ba mua cho mình hai vé, một cái vé là đền Kalima 1, một cái vé là đền Kalima 2. Thì các anh em ở Kalima 1 các anh em farm lên 20, các anh em có thể là tọt vào trong Kalima. Thì
ở trong đó các anh em farm cho mình lên là 111 hoặc là 120, các anh em nhảy qua cho mình ở đền Kalima 2, rồi ở đó các anh em có thể là reset luôn. Vì mới đầu tạo ngang dọc là chúng ta được 3 ngày VIP. 3 ngày VIP đó các anh em chỉ là 380 là các anh em có thể là reset, nhưng mà dạo trong Kalima quái nó vừa yếu vừa mỏng nhưng mà ép nó cao. Các anh em farm ở đó ở cái trực diện là solo thì các anh em đi đường này là tốt nhất có thể. Còn nếu mà các anh em không có solo thì các anh em phải có xe kéo đẩy thì các anh em sẽ đi tốt nhất. Hiện giờ thì mình chạy theo cái lối là Kalima 1 và Kalima 4 nha anh em. Chừng nhỏ nếu mà cao lên chút xíu thì mình sẽ đi là 1:5. Cái đó là mình farm cho một cái là nhẹ nhàng nhất có thể. Và ở đây mình test skill cho anh em xem luôn. Những cái này là mình đã có làm rồi, nhưng mà cái clip của mình á, là mỗi một clip nó hầu như là phải trên 10 phút. Nên một số anh em thì xem hết, còn một số anh em á tua nên không biết những cái thủ thuật nhỏ, những cái thủ thuật là thượng thừa, nên một số anh em hơi còn lăn tăn chút xíu. Điển hình như là mình kiếm một cái bãi quái nào đó cho nó nhiều nhất có thể nha. Cái con DL mà không có ngựa thì các anh em thấy nó xa xa chỗ nào nha anh em. Nhưng mà cái con ngựa phiên bản này thì nó cũng cực kỳ hiếm, vì khi chúng ta lên cao chúng ta mới có thể là farm được. Đầu tiên các anh em nhìn vào màn hình từ mobile hay PC gì cũng vậy, các anh em chọn cho mình một cái skill quả. Ở skill quả thì các anh em muốn cho nó quánh này ở trên màn hình mobile, các anh em có thể là dí vào cái con quái, nhấp vào con quái hai lần, hoặc là dí vào cái con quái luôn. Thì ở trên PC thì mình cũng vậy, mình sẽ nhấp cho nó hai lần đây. Mình sẽ nhấp hai lần thì con quả của mình nó sẽ tự động quánh quái. Đây các anh em thấy không? Khi mà nó nhận diện được con quái thì nó sẽ tự động quánh quái. Khi mà quái phực ra là cái con quả của mình nó bầm luôn, nó không chừa tới mình. Ở đó nếu mà con quả của mình yếu quá thì các anh em có thể là đổi qua skill. Đây là skill cá nhân của mình. Mình bật cái skill cá nhân của mình lên, mình vừa quánh nè, quả của mình cũng vừa quánh luôn. Thì cái đó là đam nhân đam lên thì chúng ta có thể là farm nhanh nhất có thể. Và chơi cái con DL ở giai đoạn đầu á, thì các anh em biết là vì sao mà mình mê nó. Thì mình mê nó là một cái đẹp nè, một cái mạnh mẽ nè, và ở đó là một cái skill ở ngay thời điểm đầu. Tất cả những con game thì con DL nó farm cực kỳ tốt nha anh em. Đó là những cái mẹo nhỏ nhặt để cho các anh em vào trên đây trải nghiệm. Khi mà chúng ta solo thì các anh em hãy đi vào Kalima cho mình. Nếu mà có anh em nào nhận kéo đẩy thì các anh em có thể là cậu BT. Em cứ việc vào trong Kalima là tốt nhất. Còn những anh em nào chơi DL, những anh em nào bờ gồ của DL, hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video nha. Thì mình sẽ qua bên map là Nogia để mình test nhân phẩm cho anh em xem. Và biết luôn ở bên đây người ta chứa những gì. Ở đây thì các anh em hãy tiến thẳng lại NBC là Goblin quyền lực. Các anh em hãy bỏ hết những cái này vô cho mình nha. Bỏ hết cái này vô để làm gì? Để chúng ta xây một cái vũ khí trao. Khi xây vũ khí trao mình sẽ bỏ lên cho anh em xem. Nó sẽ mắc binh đây. Các anh em thấy gì chưa? 91%. 91% thì chúng ta có phần thắng cực kỳ cao. Vì ở đây là mỗi món đồ của mình là từ cộng 11 tới cộng 9. Và kèm theo đó là phải có từ 4 hộp. 4 hộp trở lên nha anh em. Hộp càng cao thì tỷ lệ chúng ta càng cao. Thì như vậy thì chúng ta sẽ quay nó sẽ vững chắc hơn. Thì các anh em thấy là ở trên đầu chúng ta được là 91%. Và cái lượng gen chúng ta tốn cũng khá nhiều. 159 triệu cho chúng ta ra một cái vũ khí là cây ghiều quả long. Cái ghiều quả long thì nó cũng cực kỳ ngon, nhưng mà nó không có dòng lúc anh em à. Nó cũng cực kỳ khống nha anh em. Nó không có dòng lúc. Thì ở cây ghiều quả long này chúng ta có thể là đập cái viên lai vào cho nó. Thì chúng ta có thể đập cho nó là 4 hộp. Thì mình sẽ đập xem. Nếu không có lúc thì các anh em đập lai nó cực kỳ khó nha anh em. Mình sẽ đập vào. À như vậy là có luôn nha anh em. Ở trên mobile hoặc là PC cũng vậy. Chúng ta có thể là gom ngọc và giải nén ngọc đó. Thì cũng ở trong cái gương đồ này thôi. Thì nó hỏi chúng ta có cần giải nén không. Thì chúng ta hãy giải nén vào. Ở trong đây thì chúng ta sẽ đập lên. Khi chúng ta được cộng 2, đập một viên nữa nó sẽ cộng 3. Đập một viên nữa nó sẽ cộng 4. Và chúng ta hãy cho nó lên là cộng 6. Đặng cho cái tỷ lệ phần trăm chúng ta lên cực kỳ cao nha. Vì chúng ta được là 4 hộp rồi. Thì cũng khá là ngon lành và may mắn. Và tiếp theo thì chúng ta phải cần gì? Chúng ta là phải cần có được một cái đồ S nha anh em. Cũng như thường lệ khi chúng ta muốn quay được một cái win 1 thì đầu tiên chúng ta phải có một cái vũ khí trao. Vũ khí trao thì cho chúng ta một cái cây gậy lôi phong, một cây ghiều quả long và một cây là cung mai hoa cung. Thì ở đó chúng ta phải cho nó lên là một hộp nè, và một cộng 4 trở lên. Chúng ta cộng càng cao thì càng tốt. Kèm theo đó là chúng ta phải có là một trao. Một trao xong chúng ta phải có một món đồ S là từ cộng 4 nè trở lên và có một hộp. Thì như vậy là chúng ta sẽ xây được một cái win 1. Thì từ giờ mình đã hết những cái viên lai nè. Mắc cầu cứu vào cái ạt nhỏ của mình để mình kiếm những cái viên lai. Thì đâu đó mình còn được đâu là 8 viên lai nè em. Thì thiếu lai thì mình không có thể nào để làm được cái này nha. Rồi như vậy là đập một lai vô là nó đã có lên luôn. Thì mình sẽ cho nó thêm một lai nữa xem sao anh em. À, nó lên được 8 hộp nha anh em. 8 hộp như vậy thì cũng khá là ngon. Thì mình sẽ vào trong đây mình test xem là nó sẽ lên được cái chỉ số được bao nhiêu.
để cho anh em mình xem một biết luôn. Cái anh này đẹp trai đứng hết trơn cái bãi luôn anh em à. Tiếp theo đó là mình sẽ bỏ những cái nguyên liệu này vào. Đấy, thì cho chúng ta là một một sụt nè và một bê, tỷ lệ là 71% anh em. Like của chúng ta càng cao thì nó sẽ càng lên cao nữa anh em à. Và ở đây thì nó không cho chúng ta thêm phụ kiện thêm, như ví dụ mình quay một cái là vũ khí trao thì mình có thể là thêm những cái món đồ lõm cộng cao cộng ngợp, và khi chúng ta quay một cái win một thì nó chỉ cho chúng ta 71% thôi, thì nó cũng cực kỳ là tốn nha. Em đừng có tin vào những gì AD nó nói nghe em, mà hãy nhìn vào những gì AD nó làm. 71% xem là nó có được ngon lành không nghe em. Thế đây mà là mình sẽ bấm kết hợp luôn cho anh em xem. Như vậy là ra được một cái win cái con sột nghe em. Cái win này thì chúng ta có thể là nối tiếp lên đập một cái win 2 được nha anh em. Thì clip sau mình sẽ gom nguyên liệu mình xây một cái win 2 cho anh em xem. Clip này thì tự dền cũng khá là dài, đâu đó cũng trên 10 phút của anh em. Nhớ anh em nào mà chưa biết thông tin hay là chưa hiểu gì về một cái con game ES3 phiên bản của Argentina thì anh em có thể là mạnh dạn comment vào cuối phần video nè. Và cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu ra để xem hết cái video clip của mình nha. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau.